Thưa quý vị, mới đây thì báo Economic Times của Ấn Độ đã nhận định rằng Việt Nam là điểm đến có 102 đã thu hút sự quan tâm của người Ấn. Và bài báo này thì còn cung cấp một con số rất là ấn tượng. Số lượng đặt chỗ du lịch Việt Nam của một số công ty lữ hành Ấn Độ trong năm nay đã tăng 500% so với năm 2019. Vâng, tôi còn nhớ đến là hồi cuối tháng 8 vừa qua thì có một vị tỷ phú người Ấn Độ đã đưa 4.500 nhân viên của mình tới du lịch kết hợp hội thảo tại Việt Nam. Và đoàn khách này thì đã tới thăm những địa điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại Ninh Bình, Quảng Ninh và Hà Nội và lưu trú tại các khách sạn sang trọng bậc nhất tại Hà Nội. Vậy điều gì đã thu hút những vị khách Ấn Độ này đến với Việt Nam? Và liệu rằng Ấn Độ có phải là một thị trường tiềm năng cho du lịch Việt hay không? Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi đến Hà Nội. Ngày mai thì chúng tôi có kế hoạch đi Ninh Bình và sau đó đi Vịnh Hạ Long. Đất nước của bạn rất đẹp, con người thân thiện. Chúng tôi muốn khám phá nhiều hơn, tận hưởng nhiều hơn ở Việt Nam. Số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho thấy, nước ta đã đón gần 395.000 lượt khách Ấn Độ trong 10 tháng đầu năm, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Chuyên gia nhận định, lượng khách du lịch từ Ấn Độ đến Việt Nam tăng mạnh là do khả năng kết nối chuyến bay được cải thiện, việc đi lại suôn sẻ nhờ thị thực điện tử và tác động của truyền thông xã hội. Bên cạnh đó là khả năng luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu của du lịch Việt, khi những vị khách từ thị trường tỷ dân này vốn không hề dễ tính. Tránh thịt bò, thịt lợn, không ăn trứng, chỉ ăn các loại củ được chế biến theo các phương pháp cụ thể là một trong những yêu cầu của các du khách Ấn Độ khi tới Việt Nam. Và hiện nay các công ty lữ hành cũng đang có kế hoạch để xây dựng các cái tour du lịch để đáp ứng các nhu cầu này cùng nhiều yêu cầu khác của các du khách Ấn Độ. Ngoài ẩm thực, khẩu vị du lịch của những vị khách từ Nam Á vốn được cho là không chỉ yêu thích ngắm nhìn những cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, mà còn muốn tìm hiểu về văn hóa, di sản hay là cả du lịch tâm linh. Đây là điều mà các đơn vị lữ hành hay các địa phương làm du lịch phải đáp ứng. Chúng tôi xây dựng những cái sản phẩm để thu hút khách với những cái tài nguyên về văn hóa, về các cái giá trị về di sản. Với năm nay thì năm 24 thì cũng đã có sự chuẩn bị rất là kỹ. Thì các đơn vị doanh nghiệp lữ hành cũng đã xây dựng các cái sản phẩm du lịch rất là đặc trưng của Hà Nội. Những cái chương trình du lịch nghỉ dưỡng cũng là những cái chương trình mà được du khách của một số thị trường khách mới nổi rất quan tâm, ví dụ như Nhật Bản, như Ấn Độ. Và một số khách du lịch đến từ Trung Đông cũng rất thích cái du lịch nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, tại Đà Nẵng và Mũi Né, Nha Trang của Việt Nam. Nhìn lại, lượng du khách Ấn Độ tới Việt Nam trong 10 tháng năm nay đã vượt tổng lượng khách Ấn Độ tới nước ta trong cả năm 2023. Điều này cho thấy sự quan tâm của du khách Ấn Độ tới du lịch Việt Nam. Tiềm năng đã thấy, việc của du lịch Việt giờ đây là khai thác tốt thị trường 1,4 tỷ dân này. Và nhìn vào biểu đồ này thì quý vị sẽ thấy Ấn Độ nằm trong top 10 thị trường gửi khách đến Việt Nam nhiều nhất trong 10 tháng qua. Ấn Độ xếp thứ 7, còn dẫn đầu thì vẫn là thị trường Hàn Quốc với 3,7 triệu lượt khách. Tiếp theo đó lần lượt là Trung Quốc đại lục, Đài Loan Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản. Và nhìn lại 10 tháng qua thì nước ta đã đón hơn 14 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Chắc chắn rằng là con số này sẽ còn tăng nhanh hơn khi mà mùa du lịch quốc tế đã bắt đầu từ tháng 10 và sẽ kéo dài đến tận tháng 4 năm sau. Và một trong những lợi thế của du lịch Việt Nam đó chính là chi phí hợp lý. Một đơn vị lữ hành hay còn gọi là công ty Best Price vừa công bố mức chi phí du lịch tại 4 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm có Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Lào. Thì theo đó, Việt Nam nổi lên là điểm đến có chi phí cạnh tranh nhất cho các chuyến du lịch dài hạn. Cụ thể là với các chuyến đi ngắn từ 7 cho đến 10 ngày thì Việt Nam có lợi thế cạnh tranh về chi phí với mức giá thấp nhất là chỉ 859 đô la Mỹ, tức là gần 22 triệu đồng, trong khi Thái Lan thì dẫn đầu ở mức 1.354 đô la Mỹ, tức là gần 35 triệu đồng, tức là cao gấp hơn 1,5 lần. Với những chuyến đi dài trên 15 ngày thì chi phí tại Lào tăng cao đáng kể, chạm mức là 3.823 đô la Mỹ, tương đương là 97 triệu đồng. Và theo các chuyên gia du lịch thì Việt Nam của chúng ta có thể tận dụng lợi thế này. Tuy nhiên thì không được định vị là một điểm đến giá rẻ, bởi mục tiêu cao nhất của ngành công nghiệp không khói này đó chính là không phải là bao nhiêu người đến mà là du khách đã chi tiêu bao nhiêu và ở lại bao lâu. Nhiều giải pháp cũng đã được đưa ra là hướng tới mục tiêu này. Ví dụ như là tăng trải nghiệm cho du khách hay là đẩy mạnh các hoạt động du lịch về đêm. Nhóm du khách Đan Mạch này lần đầu đến Việt Nam và họ cho biết có thể sẽ quay trở lại vào năm sau vì nhiều trải nghiệm thú vị ở Hà Nội. Và khi du khách đã hài lòng,
họ cũng không tiếc tiền chi tiêu tại điểm đến. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã tiêu khoảng $1,500. Chúng tôi sẽ còn chi tiêu nhiều hơn mấy ngày tới. Đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch Việt Nam, nên tôi rất hào hứng. Chúng tôi không nhớ là đã tiêu bao nhiêu tiền trong suốt 12 ngày qua ở Việt Nam. Có lẽ là tầm 700 euro hoặc là hơn số đó cho đồ ăn, nơi lưu trú và một cái chuyến trekking ở Sapa nữa. Nhiều hoạt động vào ban ngày, nhưng các hoạt động ban đêm cần thúc đẩy nhiều hơn nữa. Nếu ban ngày là thời gian dành cho việc tham quan, trải nghiệm, thì ban đêm là lúc du khách ăn uống, mua sắm. Các công ty lữ hành giờ cũng đã đưa các hoạt động về đêm vào chương trình tour của mình. Đi ăn food tour tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, hoặc là những cái tour mà gọi là tour ăn đêm trên du thuyền tại Hồ Chí Minh. Về thời gian về đêm, tâm lý của khách sẽ là khách muốn được thư giãn nhiều hơn và họ sẵn sàng được chi tiêu để mà họ thỏa mãn được cái đam mê của mình. Đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, việc có các sản phẩm, dịch vụ du lịch, giải trí đêm sẽ tăng thời gian lưu trú của du khách, từ đó thúc đẩy chi tiêu của khách du lịch, đồng thời tăng cơ hội du khách sẽ trở lại Việt Nam trong tương lai. Khi chúng ta đã tăng được cái thời gian lưu trú của du khách, thì chắc chắn rằng là doanh thu ngành du lịch sẽ tăng thêm. Và nếu như chúng ta phát triển được kinh tế đêm,